Xin chào các bạn. Đấy, đây là cây mai giá 99.000 đồng. Các bạn thấy cây mai đẹp không? Đây là gốc đàng hoàng, gốc cây sống nha, chứ không phải là cành không đâu. Nói thật với các bạn này, đây là cây mai giả chứ không phải là mai thật. Hoa này là hoa vãi nha. Còn cây này không phải là cây mai đâu mà mình ghép vào đấy. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cây mai rất là rẻ mà rất là đẹp. Giá chỉ 99.000 đồng. Với lại thêm 15.000 tiền chậu nhựa. Tất cả các phụ kiện là 99.000. Cho là 100 đi. Cho nó tròn. 2 từ 500 cũng là 1.000 mà, đúng không? Đấy, với lại cộng thêm cái chậu 15.000 nữa thành 115.000. Thế là các bạn có một cây mai đẹp. Mình nhận 150 g vào ship toàn quốc. Sau đây thì mình nói vui thôi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cây mai để trưng trong ngày Tết nhé. Hiện tại thì như thế này là cũng là chưa xong đâu, tại vì ngày mai thì mình sẽ trang trí thêm đèn nhấp nháy vào. Thì đèn nhấp nháy thì tùy vào các bạn thôi, các bạn thích trang trí thì trang trí, còn không thì để nguyên thế này cũng được. Mình thì ngày mai mình sẽ trang trí thêm là bao lì xì và đèn nhấp nháy nữa. Chào các bạn đã quay lại với kênh Thích Chế Đồ. Hôm nay tôi sẽ chế một cây mai để chơi Tết. Hướng dẫn các bạn chế một cây mai thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cây thân chủ, tùy vào các bạn muốn chọn một loại cây nào đấy, thì nói chung là tùy vào cái dáng mà các bạn thích để các bạn tạo. Hiện tại bây giờ là mình chọn cây này, nó là cây chè hay gọi là cây trà xanh ấy, mà chúng ta hay dùng lá nó để uống nước ấy. Chào bác. Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ trồng vào chậu. Nói chung là trồng vào chậu thì cái này mình sẽ không hướng dẫn nữa, tại vì các bạn sẽ tự biết các bạn trồng. Đấy, sau đấy thì mình sẽ đi kèm sẽ có những phụ kiện như là keo nến này. Đây là keo nến nha, và súng bắn keo nến. Đấy, súng bắn keo nến. Và những phụ kiện khác như là những bông mai giả, những chùm mai giả như thế này. Những mai bông mai bằng vải rất là đẹp, rất là sáng. Và những đồng tiền màu trang trí hay là những dây pháo và một ít thép buộc, cái thép nhỏ ấy, để chúng ta uốn cành và Mình níu kéo cành. rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để làm cây mai giả. Cái bước đầu tiên là chúng ta dùng thép để uốn cành, để tạo cành cho nó để theo cái điều mong muốn của mình. Muốn tạo thế cảnh như thế nào thì tạo, miễn sao các bạn thấy nó đẹp là được. Chứ còn thực tế ra thì mình làm cây giả thì mình cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà tùy vào sở thích của mỗi người mình uốn và tạo cảnh, tạo nét, tạo thế cho nó. Và tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là gắn những bông mai giá lên. Những bông hoa mai như thế này chúng ta tháo ra nhé. Chúng ta không sử dụng cái nụ nhựa này, tại vì dùng cái nụ nhựa này rất là lộ mà rất là xấu, nên chúng ta sẽ tháo rời ra. Chúng ta chỉ dùng mình bông hoa thôi để chúng ta cài vào cho nó đẹp. Chúng ta sử dụng keo nếm nha, sau đó chấm vào và đặt bông hoa này vào.
chúng ta phải đặt theo đa chiều nhé, là những bông hoa không nhất thiết là phải quay về một hướng mà nó sẽ quay về nhiều hướng, thì đứng ở mọi góc cạnh nào đấy thì chúng ta nhìn vào cây mai đều nhìn thấy bông hoa nó nở, chứ các bạn không nên là quay theo một chiều là hoa chỉ quay về một hướng nữa thì như thế là nó không đẹp, tại vì chúng ta phải làm giống như tự nhiên là nó sẽ quay về bất kỳ một hướng nào. Đấy, mới gắn có quà nhìn là thấy khởi sắc rồi. Giờ gắn xung quanh ạ, xong gắn lượt một lượt vòng sơ qua, xong đã ta dán thêm vào cái chỗ còn sót lại. Cần cù thì cái gì cũng có. Đang từ một cái cây rất là đơn sơ nhá. Nói chung là thêm tí màu mè vào hóa nhìn đẹp ngay. Đấy, sau khi là chúng ta đã gắn gắn hoa xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành treo những cái đồ trang trí lên cho cái mai. Màu đầu tiên tròn này không? Đồng này cái chân hai này cái gì cân. Chúng ta lóng cái dây ra cho nó dài ra.
Xin chào các bạn. Đấy, đây là cây mai giá 99.000 đồng. Các bạn thấy cây mai đẹp không? Đây là gốc đàng hoàng, gốc cây sống nha, chứ không phải là cành không đâu. Nói thật với các bạn này, đây là cây mai giả chứ không phải là mai thật. Hoa này là hoa vãi nha. Còn cây này không phải là cây mai đâu mà mình ghép vào đấy. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cây mai rất là rẻ mà rất là đẹp. Giá chỉ 99.000 đồng. Với lại thêm 15.000 tiền chậu nhựa. Tất cả các phụ kiện 99.000. Cho là 100 đi. Cho nó tròn. 2 từ 500 cũng là 1.000 mà, đúng không? Đấy, với lại cộng thêm cái chậu 15.000 nữa thành 115.000. Thế là các bạn có một cây mai đẹp. Mình nhận 150.000 vào suýt toàn quốc. Sau đây thì mình nói vui thôi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cây mai để trưng trong ngày Tết nhé. Hiện tại thì như thế này là cũng là chưa xong đâu, tại vì ngày mai thì mình sẽ trang trí thêm đèn nhấp nháy vào. Thì đèn nhấp nháy thì tùy vào các bạn thôi, các bạn thích trang trí thì trang trí, còn không thì để nguyên thế này cũng được. Mình thì ngày mai mình sẽ trang trí thêm là bao lì xì và đèn nhấp nháy nữa.